Anh em thấy đồng cỏ này đẹp không? Đây là một cái hồ anh em. Mùa mưa nó ngập hết này. Mùa này nhìn đẹp. Hôm nay lại xuống đây xem mà tìm xem có cái trời mòi nào anh em ạ. Trời mòi chơi cái cảnh bonsai rất đẹp anh em. Trước đi gặp mấy cây ở khu này. Cây này là cây gì? Có anh em nào biết cây này là cây gì không? Quả đẹp phết này. Cây nào cũng có quả. Cái lỗ đẹp chưa này. Bên khổ gì? Bằng lăng. Trời mòi. Ui, nhỏ một quả sai lắm. Hoa này. Đồ, đây có bằng lăng ác chưa? Ui, cây này quả sai lắm. Ui, mòi ra bệ đẹp lắm mẹ. Đào cây này. Trời mòi này
rất dễ sống anh em ạ. Trước tôi trồng một cây thì đào chả có dễ gì mà nó vẫn sống. Nó là thuộc lại dòng cây dễ sống. Cắt lên đây. Cái này bỏ cái thân này đi. Cắt lên đây đi. Cái dòng này nó đã dễ sống nhưng mà còn cả bộ đất này. Đi buổi được hai cây đây nha, một cái lùn một cái cao, hai con này đều có bộ đất hết. Rất lùn lực. Cái dòng cây này trồng cực dễ sống luôn, cái loại này.
Video tôi chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh em nhé.